Đây, hôm nay anh gửi chú tổng thể cây đào chú gửi cho anh đã được 22 ngày về tay anh. Đây, cái tay bàn tay trong hôm nay lộc liếc đã lên rất là đẹp. Đấy, em nhìn hoa này, mắt hoa nha. Mắt hoa này. Đấy, lấy độ nét. Đấy, mắt hoa lộc đẹp chưa? Tiếp này. Đấy, cảnh thứ hai này. Mắt hoa. Đấy, cái mắt này chắc là tương lai cũng sẽ được mở này. Tiếp này, cảnh thứ ba này. Đây, cảnh này có một nụ ở trên đấy nha, nụ ở trên này. Đấy, nhìn rõ chưa? Đấy, hai nụ, ba nụ, bốn, năm. Tiếp trong cái cảnh nhỏ này. Cành nhỏ nha em nha. Đây cành nhỏ nó này. Đấy. Nhìn thấy rõ chưa? Lộc rất đẹp. Đấy. Cành thứ ba. Cành thứ tư này. Cành thứ tư em nhìn. Đây. Lộc. Nụ. Ở đây có một cái nụ rất to em nha. Đấy. Đấy, lộc đẹp chưa? Đấy, cảnh thứ năm tiếp tục này. Đấy. Đấy. Đấy, vẫn có một cái nụ nữa. Nói chung tổng thể nụ thì khoảng tầm khoảng 5-6 bông là có tương lai trên đây. Trên đây cành này là cành giữa này, cành này sau này anh sẽ để là cành chủ đạo của cây này. Đấy. Đấy, tiếp cành nữa này. Cành nào cũng phát lộc rất là đẹp. Đây tổng thể của cây mai của cây đào này, anh mai của anh này em này. Đấy, anh đang còn phải hãm lại, không sợ không dám thắp điện nữa, vì thắp điện là lơ mơ nó nở ra trước này em này. Tổng thể nhá, tổng thể của cây mai này. Đấy, hoa, mắt hoa. Dáng huyền nhá. Cho em xem một gốc nha. Gốc này. Gốc nó. Gốc nó. Cây này ngày xưa là một anh bạn anh cho anh là cái dáng lò xo, anh mới chuyển dáng dáng thành dáng huyền. Đây vết sẹo của nó đang còn đang cắt. Vết sẹo này. Vết sẹo này. Đấy, cái cày này ngày xưa nó cũng thẳng đứng lên. Rồi sau anh cắt xuống lấy một nhánh. Và cây này ở nhà anh năm nay là được hai cái tết, hôm nay mới được hai cái tết thôi. Đây là cái đào nhà anh, đào phai. Em xem ở dưới gốc. Cái này thì chắc chắn là anh xử lý ít hôm nữa thì có hoa ngay. Đây, mắt hoa. Mắt hoa rất nhiều. Đấy. Mắt hoa rất nhiều. Thì anh trồng trong chậu thôi nhưng mà cành nó vẫn mọc. Đây, dáng siêu. Đấy.
Đấy. Thì bàn tay của anh nó hơn 20 ngày mà em nhìn tổng thể của cây đào em gửi hôm nay, hôm nay là rất là đẹp, nụ niếc to. Thôi chào em nhá, cố gắng gửi cho anh mở hàng Tết đầu năm mới.